Xin chào các bạn. Duyên âm là gì và phải cắt giải như thế nào khi bị duyên âm bám theo? Sau đây thì mình sẽ làm một cái video chi tiết nhất nói về cái vấn đề là duyên âm. Đấy, trả lời cho các bạn, duyên âm là gì? Tại sao lại có nhiều người lo ngại khi biết bản thân có dấu hiệu bị duyên âm theo đuổi? Đấy, và có duyên âm theo đuổi thì có thật sự là xấu hay không? Thì xin mời các bạn cùng Toàn Phong Thủy tìm hiểu về cái vấn đề này nhé. Thì duyên âm là mối nhân duyên với những người đã khuất nhưng lại không thể siêu thoát. Để biết rõ hơn duyên âm là gì thì ta có thể giải mã những cái chi tiết sau đây. Duyên có nghĩa là nhân duyên, âm là người đã mất. Người âm này là sẽ lảng vảng bám theo, giam giữ duyên của bạn, tức là duyên của người sống, khiến cho họ gặp nhiều những cái lận đận và trắc trở trong cái chuyện tình cảm hôn nhân. Bên cạnh đó thì cũng là một cách lý giải khác của duyên âm. Ví dụ như là theo nhân gian thì duyên âm có thể hiểu là một sợi dây vô hình kết nối giữa những cái người dương thế và người coi âm. Do một số lý do nào đó mà người coi âm vẫn luyến tiếc trần gian và còn tình cảm, mặc dù cho là thù hận hay yêu thương, nên là họ không thể siêu thoát được. Khi đó là họ cứ bám theo người sống, có thể là theo để giúp ích hoặc có thể theo để phá hoại, khiến cho tình duyên của người còn sống trở nên lận đận. Thì trên đây là mình vừa lý giải cho các bạn một số các cái câu hỏi, trả lời cho các bạn câu hỏi về duyên âm là gì, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đi tìm hiểu dấu hiệu khi có duyên âm theo đuổi nhé. Sau khi mà các bạn đã biết là duyên âm là gì rồi thì chúng ta hãy cùng đi đến tìm hiểu cách để nhận biết dấu hiệu bị duyên âm bám theo nhé. Thì theo một số tài liệu phong thủy cổ, người bị duyên âm theo sẽ xuất hiện các cái biểu hiện sau đây. Chuyện tình duyên thường xuyên gặp trắc trở và lận đận, dù rất là cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được một nửa bên kia của đời mình. Ví dụ bạn và đối phương đột nhiên chia tay vô cớ, hoặc cả hai đã định ngày cưới nhưng càng tìm hiểu kỹ lại càng xảy ra nhiều vấn đề về xung đột, nổi cãi vã dẫn đến chia tay. Bạn thì có những cái tính khí thất thường, thường xuyên nổi nóng, đặc biệt là đối với người mình yêu. Hơn thế nữa, những lời nói và hành động thường xuyên bị mất kiểm soát. Bạn luôn cảm thấy đau nhức nặng nề ở trên cùng một vị trí cơ thể sau khi ngủ dậy. Cảm giác như là có một cái ai đó luôn bên cạnh mình thì thầm vào tai mình kể chuyện khi bạn đang chìm vào giấc ngủ. Cái cảm giác là có ai đó nằm kề bên hay thường xuyên đứng bên cạnh mình, đúng không? Đặc biệt là những lúc bạn đang đi chơi cùng người yêu của mình. Thấy cái khuôn mặt của một ai đó thường xuyên hiện lên trong những cái giấc mơ, hoặc trên bàn tay xuất hiện đường chỉ tay có duyên âm, đúng không? Thì cái đường chỉ tay có duyên âm thì không phải ai cũng giống ai, cho nên là để xem được chi tiết thì mọi người có thể inbox cho mình, chụp bàn tay thật sắc nét và hai tay inbox cho mình thì mình sẽ chỉ cho nhé, nếu như bạn đang có cái dấu hiệu như mình vừa kể, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta ngủ miên man nhiều giờ liền, thường xuyên mệt mỏi, cảm giác như cơ thể không có sức sống mà cũng không biết nguyên nhân vì sao. Tính cách thì thay đổi thất thường này, nổi nóng mà không rõ lý do. Đấy, xuất hiện những cái giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần, và đặc biệt là những cái giấc mơ có thể quan hệ tình dục. Đấy, trong giấc mơ xung quanh xuất hiện những cái tiếng động lạ. Đấy, tiếng chén đũa chạm vào nhau, tiếng son lồi, tiếng tivi bật tắt trong giấc mơ của mình. Cảm giác sợ hãi lại sống lưng khi đứng trước tranh tượng Phật. Các cái loại duyên âm ấy thì thường gặp. Đấy là những cái loại mà duyên âm thường gặp mình vừa nói cho các bạn. Thì các bạn xem là mình có những cái biểu hiện gì, những cái dấu hiệu gì mà
mà mình vừa kể cũng nhé. Vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người cách để nắm bắt được duyên âm là gì và các dấu hiệu nhận biết duyên âm. Nhưng mà thật ra duyên âm thì cũng có rất là nhiều dạng. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về các cái loại duyên âm nhé. Thứ nhất là duyên tiền kiếp. Duyên tiền kiếp hoặc là tiền kiếp duyên âm là gì? Thì theo như các nhà phong thủy, theo như các cái sách phong thủy cổ thì người ta có ghi chép lại là một cái mối lương duyên của một người tại kiếp trước do âm ất tình sâu nặng nhưng chưa thể trả hết được, chưa thể giải quyết xong, nên đến thời điểm hiện tại theo cái quá trình chuyển nghiệp thì là theo trong cái giáo lý của nhà Phật ấy, là được tái sinh tiếp tục làm người và phải nhận cái quả báo từ kiếp trước. Những cái người kiếp trước từng yêu đương mắc lỡ tình cảm hoặc là những cái chuyện liên quan đến lưới tình thường mắc phải tiền kiếp, tiền duyên. Dù đã đến kiếp sau này nhưng những người trước đây mà ta mang lỡ sẽ tiếp tục đi theo và gây ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của bản thân. Duyên tiền kiếp ấy thì chính là cái luật nhân quả của từng người. Khi kiếp trước mình mang nghiệp, mang lợi, đã gieo nhân quả trong quá khứ thì kiếp này ắt sẽ phải trả. Thì đấy là một cái câu nói của tiến sĩ Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UEA, có nói như thế. Cái thứ hai là duyên hiện kiếp. Hiện kiếp duyên âm là duyên âm giữa hai người âm với người dương ở kiếp này thường là những người những cái trường hợp vô tình không may gặp phải mà không hề hay biết. Một số các cái trường hợp ví dụ như là vô tình mang đồ vật của những cái người âm không may mất sớm mà chưa chồng chưa vợ mang về nhà. Các cái đồ vật đó có thể kể đến như là trang sức, quần áo đã qua sử dụng. Vậy cho nên là các cái chị con gái hay đi săn những cái đồ second hand thì cũng phải cẩn thận nhé. Hay sử dụng những cái lời lẽ ngỏ ý tán tỉnh chọc ghẹo người âm. Đấy. Khi còn sống những cái người mà chưa vợ chưa chồng, ví dụ như là khi thấy bức ảnh chân dung của một người đã khuất mà khen xinh đẹp, tỏ vẻ thương tiếc. Nếu còn sống sẽ đem lòng yêu thương. Đấy, ví dụ là những cái câu nói như thế đấy. Như vậy thì trường hợp mà buông lời gạ gẫm này thì rất dễ bị duyên âm theo đuổi và quấy phá đấy nhá. Hoặc là có thể là đi vệ sinh bừa bãi tại các cái khu vực có người âm mất. Đấy, mất mà là mất thiêng đấy, mất oan ức ấy. Đấy, như là cây đa, cây gạo hoặc các cái đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Hoặc là một trường hợp nữa là thuê nhà, mua đất ở những cái nơi mà có oán khí mạnh, có người chết oan ức. Đấy, thường xuyên đi sớm về khuya, đặc biệt là các cái khung giờ âm khí nặng. Đi đường và các cái ngõ vắng gặp âm linh mất sớm, lại hợp ngày năm sinh với mình nên vong linh đi theo và trở thành duyên âm. Cái thứ ba là duyên trả nợ. Duyên trả nợ hay còn có cái tên khác là trả nợ duyên. Đây chính là một cái loại duyên âm mà những người trong tiền kiếp bạn yêu thương nhưng lại bị họ từ chối. Đấy. Với duyên trả nợ này thì thường là sẽ đi theo bạn đến khi đủ ngày đủ lợ trả xong lợ. Thì vong linh sẽ tự động rời đi. Nếu như âm hồn này mà tốt ấy, mà ở bên cạnh bạn thì sẽ giúp đỡ cho bạn. Còn nếu không thì sẽ chẳng có tác động gì cả, mà có thể là làm hại đến bạn, cũng không giúp ích được gì cả. Cái thứ tư là duyên âm đi theo phá. Thì đây là những cái âm linh đi lang thang, không được thờ cúng tử tế. Có thể là bạn đi đêm khuya hay nhặt phải đồ gì trên đường mà rơi vào cái tầm ngắm của họ. Họ thấy thích, họ hợp với cái âm vong của mình ấy, thì họ sẽ đi theo với mục đích là muốn kích duyên lên vợ, lên chồng với bạn. Đấy.
với những cái loại duyên âm này thì thường sẽ đi theo và phá đám, phá mất đi những cái đường tình duyên tài lộc cũng như sức khỏe của bạn, mà sức khỏe của những cái người mà cái duyên âm bám theo. Đấy, thì nãy giờ mình đã nói rất là nhiều về duyên âm và các cái loại duyên âm, đúng không ạ? Bốn cái loại duyên âm, thì các bạn thử trả lời xem là duyên âm thì có thật hay không, đúng không ạ? Rất là khó để trả lời, khoa học cũng không chứng minh được là có ma quỷ hay không. Đấy. Vậy thì chúng ta có nên tin vào duyên âm hay không? Thì nếu như bản thân của bạn là một người tin vào ma quỷ, tin vào kiếp luân hồi, thì có thể là có duyên âm, đúng không ạ? Hiện tại thì đây vẫn là một trong những cái điều bí ẩn trong thế giới tâm linh mà vẫn chưa có những cái lời giải đáp chính đáng, khoa học cũng không giải thích được. Dù cho bản thân chúng ta đang sống trong cái thời đại khoa học phát triển vượt bậc, đấy, thì cũng không thể giải thích được. Thì linh hồn, cõi âm vẫn luôn là một cái vấn đề khó để chúng ta giải quyết được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ đến vào cái phần quan trọng, đấy, là phần cắt duyên âm. Đấy, thì có duyên âm, chúng ta hay nghe cái thuật ngữ làm lễ cắt duyên âm. Đấy, thì cụ thể là như thế nào, đúng không ạ? Thì duyên âm là dù tốt hay là xấu đi chăng nữa thì cũng mang đến những cái sự phiền phức đối với mình, đối với mỗi người. Thực tế thì không ai lại mong muốn bản thân mang theo bất cứ những cái mối duyên âm nào cả. Do đó, đây là khi nắm bắt được bản thân mình có duyên âm, thì chúng ta sẽ áp dụng một số các cái cách để giải duyên âm. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái cách để chúng ta có thể là giải duyên âm nhé. Chúng ta có thể là nâng cao chỉ số rung động của năng lượng dương khí. Đấy. Thì những cái người mà mang theo duyên âm thường sở hữu những cái chỉ số rung động năng lượng dương khí thấp. Do đó, mọi người có thể nâng cao cái chỉ số này lên, đúng không ạ? Hoặc là mình có thể nói nôm la đó chính là chúng ta yếu bóng vía đấy ạ. Gọi yếu bóng vía. Thì có những cái cách để chúng ta nâng cao những cái chỉ số dương âm này lên, dương khí này lên. Chúng ta luôn giữ ấm cơ thể bản thân, đặc biệt là tại các cái khu vực tay chân đấy, tránh xảy ra tình trạng tụt huyết áp. Do đây là việc khiến bạn tiến gần đến chỉ số năng lượng âm, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta có thể những cái mà chúng ta giữ cho cơ thể lạnh lẽo này, tay chân lạnh lẽo này, thì có thể khiến cho các cái vong linh lang thang đeo bám theo bạn, phá bạn. Đấy, bởi vì có thể nói lúc nay là chúng ta yếu bóng vía, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta phải luôn cố gắng giữ môi trường sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thường xuyên thu dọn nhà cửa, sắp xếp đồ dùng, ngăn nắp và mở cửa đón ánh sáng tự nhiên, vứt bỏ các cái món đồ cũ không cần thiết và dọn dẹp lại các cái góc tối của ngôi nhà. Đặc biệt là khi phát hiện các bùa chú không rõ ràng thì nên đốt bỏ, đúng không ạ? Nên đốt bỏ nhé. Và chúng ta luôn suy nghĩ tích cực, đúng không ạ? Tâm hướng đến điều thiện lành, thường xuyên tụng kinh, niệm Phật để gia tăng nguồn năng lượng tích cực, tạo sự ấm cúng cho ngôi nhà của bạn, đúng không ạ? Tránh những cái sự theo đuổi từ các âm linh, đúng không ạ? Để tránh được những cái sự theo bám này, thì mọi người có thể thực hiện số các cái cách dưới đây. Mọi người nên tránh ra vào những chỗ đêm tối, đi đêm ít thôi, đúng không ạ? Đặc biệt là các cái ngày đi đêm, vào các cái ngày mùng 1 hay là ngày 15 hàng tháng, hoặc là cái tháng 7 âm lịch. Thì theo ông bà ta từ xưa đến nay thì các ngày âm thịnh dương suy của tháng đó chính là những ngày mùng 1 và ngày 15. Không nên đến những cái nơi mà vừa có những cái người gặp tai nạn hay là có ai đó mất sớm. Trước khi chúng ta mua đồ, mua đất hoặc là mua nhà, đặc biệt là phải xem xét rất cẩn thận, có thể là phải mời thầy mời thợ đến xem. Đặc biệt là chúng ta hạn chế mua đồ cũ không rõ nguồn gốc từ đâu. Nếu mọi người sinh sống tại các cái khu vực hẻo lánh gần nghĩa trang thì nên để tỏi trong cái túi xách mỗi lần ra ngoài, do mùi hăng của tỏi có thể tác dụng đến các cái vong linh lang thang tránh xa chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể thực hiện
các cái lễ cắt duyên âm. Thì đây có lẽ là một cái cách hóa giải thường được mọi người biết đến và sử dụng. Thật ra thì đây chính là một nghi thức được thực hiện bởi các thầy pháp để cắt bỏ đi mối lương duyên giữa bạn và người âm. Thì cái lễ cắt duyên âm này thì thường sẽ diễn ra khi bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, hoặc là cũng tùy thuộc vào cái ý của thầy làm pháp, thầy cúng hay là của sư, đúng không ạ? Thì tiếp theo là chúng ta có thể là đi chùa cầu siêu, đúng không ạ? Chịu khó đi chùa ngày 1 và ngày 15, chịu khó đi chùa thắp hương. Thì đấy là cái cách mà rất là nhiều người làm theo, đúng không ạ? Họ sẽ đi cầu cho những người thân vừa mất để họ có thể an nghỉ và không còn vương vấn đến điều gì tại nhân gian nữa, thường xuyên đi chùa lễ Phật, còn có thể còn nhận được sự bảo vệ của các cái vị chi tăng đắc đạo và khai duyên âm. Vậy thì một câu hỏi đặt ra, có nên cắt bỏ duyên âm hay không? Thì trong nhân gian có câu gặp nhau có khi là duyên, cũng có khi là lợ, nếu không phải là thiện duyên thì cũng là nghiệp duyên. Thì duyên âm không phải lúc nào cũng chỉ phá, mà đôi khi còn là những cái điều tích cực. Có những trường hợp duyên âm đến bên bạn để giúp đỡ và hỗ trợ bạn trong các cái cuộc sống. Vì vậy cần phải xét vào từng trường hợp duyên âm xấu hay tốt rồi mới lên đưa ra quyết định. Quyết định là do bạn, đúng không ạ? Có nên cắt hay không, và cắt duyên âm ở đâu. Thì để cắt bỏ được duyên âm hoàn toàn và an toàn cho bản thân thì bạn cần phải đến những cái nơi ví dụ như là chùa, đúng không ạ? Chùa là nơi linh thiêng, có thể hóa giải được mọi ân oán giữa người sống và người đã mất. Bạn có thể nhờ các cái sư thầy làm lễ để cắt đi duyên âm của bạn và cầu siêu cho người cõi âm để họ sớm được siêu thoát và luôn nhờ cửa Phật. Thì trên đây mình đã chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề tâm linh là về duyên âm, đúng không ạ? Duyên âm là gì, cách chúng ta nhận biết duyên âm là có bao nhiêu cách, đúng không ạ? Và chúng ta cắt duyên âm như thế nào, cắt ở đâu ra làm sao, có nên cắt hay không, thì mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn rất là cụ thể và chi tiết về vấn đề này. Các bạn thấy video hay và hữu ích thì nhớ ấn like video và đăng ký kênh của mình. Và các bạn có những câu hỏi nào cứ mạnh dạn comment phía dưới, hoặc muốn mình nói về chủ đề nào thì có thể comment phía dưới thì mình sẽ tìm hiểu và mình trả lời các bạn nhé. Rồi mình là Toàn Phong Thủy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.